Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn buổi tối tốt lành, một buổi tối ấm áp bên người thân và gia đình nha. Cũng sắp đến ngày lễ tạ ơn, cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và mạnh khỏe, và ăn thật nhiều món ngon ngày Thanksgiving nha. Rồi bây giờ chúng ta đang có mặt ở đây là đường Lê Lợi, đại lộ Lê Lợi năm xưa, và theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đến công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành. Và em đang đứng đây là giao lộ Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Chú thấy đường Lê Lợi bây giờ mình nhìn không ra đâu ha, một đại công trường từ đầu đường cho đến cuối đường luôn. Và đường Lê Lợi này rất là có giá, hiện tại giá thị trường là một khoảng 1 tỷ một mét vuông đó, nhưng mà giá thị trường thôi, có giá chung vậy thôi. Còn những nhà có địa thế khác nhau thì sẽ có giá khác nhau, tầm giá 1 tỷ một mét vuông ha. Ví dụ nhà ông ta có 50 mét vuông là 50 tỷ. Trước mặt chúng ta đây là khu Sài Gòn Center, trung tâm thương mại VIP nhất Sài Gòn đây nè, siêu thị Takashimaya. Có lẽ siêu thị này của Nhật đầu tư nè. Tất cả những ngành hàng ăn uống đều có phong cách của người Nhật. Khi mà người ta gần đóng cửa, người ta đứng nghiêm chào và du dương tiếng nhạc rất là hay, rất là lịch sự. Theo thẳng hướng này mình sẽ ra đường Hàm Nghi nè, Sài Gòn về đêm luôn tấp nập những ngày cuối tuần, đặc biệt là những ngày gần Tết, cũng sắp đến Tết rồi, khoảng chừng 60 ngày nữa là đến Tết rồi. Sẵn hôm nay em có việc, không phải có việc mà hôm nay xong việc sớm rồi chúng ta cùng nhau tản bộ, rồi sẵn đó mời các anh chị bạn chúng ta đi lang thang với em ở khu vực chợ Bến Thành, Lê Lợi, chợ cũ. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng đây rồi đi ngang chợ cũ chơi ha, coi buổi tối ở chợ cũ như thế nào, cũng lâu rồi không có đi ngang chợ cũ. Ở đây xe đông quá. Cũng sắp đến Noel rồi, ở đây người ta trang trí Noel quá trời luôn nè. Hôm bữa không có vô đây quay vài cảnh cho bà con mình xem đó. Không biết ở nước ngoài các anh chị bạn có trang trí hoành tráng gì chứ ha? Có lẽ chắc là sẽ là hoành tráng hơn nữa. Còn ở Việt Nam thì chỉ có ở Sài Gòn một vài siêu thị lớn thôi. Như ngày xưa em ở dưới quê thì cha mẹ ở dưới quê thì đâu có biết những ngày này. Thấy rất là đông luôn nè. Siêu thị rất là đẹp nè. Các anh chị, cô chú anh chị và các bạn ở dưới tỉnh, nhưng ở thành thị, ở thị trấn thì may ra thì mới có không khí này thôi. Còn ở huyện, ở xã thì chắc có lẽ không có ngày này đâu, không có hưởng ứng tới. Chúng ta thấy rất là nhiều các bạn trẻ ra đây chụp hình. Mình đi thẳng vậy đi cho nó dễ coi ha, tại cái bên trong đèn nó sáng quá, làm camera nó bị chói. Tại camera nó không có xịn nên các anh chị bạn thông cảm nha. Ở Sài Gòn thì những ngày này, những ngày cuối năm
mọi người đều hối hả vội vã, tất bật từ việc sắm sửa cho đến công việc ở nhà hay công việc ở công ty, mọi người đều vội vã. 60 ngày đếm ngược thấy vậy chứ qua lẹ lắm, vài ngày vài cái chủ nhật thôi là đến rồi. Như bây giờ là 24 tháng 11 rồi, vài ngày nữa là đến lễ tạ ơn các anh chị ở bên nước các anh chị, còn ở Việt Nam thì vài ngày nữa là đến Noel xong rồi đến Tết Tây xong rồi một tháng nữa cho đến Tết Ta. Năm nay Tết đến sớm lắm. À, ở đây đông vui ghê chưa. Rất là đông. Bình thường không thấy gì nhưng mà tối ra đây thấy không khí Noel ngập tràn. Khúc này nghe bài Jingle Bell ha. Làm chúng ta nôn nao đến Tết. Và cái siêu thị này có 3 mặt tiền, đường Nam Khởi Nghĩa, đường Bát Tơ, rồi đường Lê Lợi. Có rất là nhiều cổng để vào. Rất là cao luôn ha. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Ủa thì anh đang lên bắt tơ. Dạo một vòng, khi nào mà điện thoại nó báo mình đủ bước chân rồi thì lúc đó đi về. Trên điện thoại em có cài một cái app của cái hãng bảo hiểm. Hoặc là cái anh chị có thể xài cái app của Google cũng được, hoặc là Healthy Fit cũng được, no Healthy của Samsung cũng được. Mình đi nó quy định cho mình đi mỗi ngày là bao nhiêu mét, bao nhiêu bước so với cái trọng lượng, với cái chiều cao, chế độ dinh dưỡng của mình. Bây giờ điện thoại thông minh lắm. Chúng ta đang ở đây là mặt đường Pasteur. Mọi người ở đây có ngôi chùa Trà rất là nổi tiếng nè. Ngôi chùa đậm chất, đậm phong cách Ấn Độ. Và phía sau ngôi chùa ngày xưa thì có Hương Xá Tắc, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến đường Tôn Thất Hiệp. Tôn Thất Hiệp rồi mình sẽ đi ra chợ cũ ha, ngắm một vòng chợ cũ xem sao. Hôm nay rảnh rỗi mình đi một vòng Sài Gòn. Hôm nay thấy Sài Gòn đông ghê chưa. Đây là cũng là một cổng của Sài Gòn Central luôn nè. Bên mặt Pasteur. Đâu đâu cũng đèn tí Noel hết. Vài bữa nữa chúng ta sẽ đi vài nhà thờ. Mình xem không khí Noel ở nhà thờ như thế nào ha. Wow, đông quá kẹt xe luôn rồi. Mình sao để ra đây. Wow, đông quá. Wow. Cho tôi qua. Ở Việt Nam thì cái vạch
cái vạch trắng qua đường á, người ta không có nhường cho mình, thành ra mình thấy vắng thì mình đi thôi. Bởi đâu có trách người đi bộ được, người đi bộ cứ trách người đi bộ đi qua đường không đúng cái làn đường của mình. Nhưng mà đi đi đúng với đi không đúng trong làng hay ngoài làng nó cũng đâu có khác gì nhau đâu. Nên thành ra người ta cứ thấy chỗ nào trống người ta đi thôi. Tội gì phải đi tới cái vạch trắng rồi cũng phải chen lấn, cũng phải né tránh à. Đó, nên bà con mình hay nghĩ gì đó. Nên cứ chỗ nào trống mình đi thôi. Còn như ở nước ngoài thì theo em thấy, em có đi một vài nước khi như Singapore nè, khi mình bước chân xuống một cái vạch trắng cho người qua đi bộ á, tất cả xe đều dừng lại hết. Hàn Quốc cũng vậy. Chúng ta đang đi ở đây là đường Tôn Thất Hiệp. Kế bên ngôi chùa Trà thì có một cái quán hủ tiếu, đó là hủ tiếu Thanh Xuân, rất là nổi tiếng. Chúng ta vừa đi qua nè, nằm ở chỗ này nè, trong một cái hẻm nhỏ nhỏ. Ở đây thì có một dãy nhà xưa, ngày xưa là một cái cư xá gì đó. Sài Gòn rất là nhiều cư xá. Rồi qua đây là đường Tôn Thất Đạm nè ha. Thẳng hướng kia là mình sẽ đi về phố đi bộ Nguyễn Huệ đó. Rồi chúng ta sẽ đi một dọc đường Tôn Thất Đạm này, đi ngang qua ngôi chợ cũ. Dạo này Sài Gòn không có nắng, trời mát mẻ. Có hôm nay em đi quận 7 buổi trưa đó, trời nắng rất là đẹp, nhưng mà nắng vài tiếng thôi, vài tiếng thì mát, dịu mát. Và bây giờ Sài Gòn chắc nhiệt độ chắc khoảng 28 độ C. Bên đây có cái quán trà Phúc Long nè. Quán trà rất là nổi tiếng, tập trung rất nhiều bạn trẻ. Chúng ta nhìn bên kia đường, đó là đoạn đường của chợ cũ, đoạn đường Tôn Thất Đạm, chợ cũ Sài Gòn. Bên đây là bãi đất trống, có lẽ khu chợ cũ này sẽ dần dần không còn. Có rất nhiều du khách. Bánh mì chợ cũ. Sài Gòn bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi hơn. Chúng ta thấy hình ảnh trái ngược ha. Lúc nãy ở ngoài Sài Gòn Center thì rất là đông, tấp nập. Còn vô đây mình thấy hơi vắng. Đây này có quán ốc nữa.
nhiều sò ốc hơn. Dạ. Ừ, có không? Bát nước đi. Buổi trưa đây có một quán bún nè, rất là đông, nhưng mà buổi chiều thì buổi tối thì không có bán gì hết. Bên kia là lối đi lên chung cư. Lên chung cư này nè. Nhưng ban ngày thì các tiểu thương người ta bán đó, mình không thấy được cái lối đi này. Mình nhìn kỹ mới thấy. Hôm nay sao tối thui vậy? Nói hôm nay tối thui vậy. Em đâu có đi em. Lạ quá. Hôm nay chợ cũ vắng hoe à. Có một vài cửa hàng nước ngọt còn bán thôi. Này là cô hàng hàng. Sạp Mạnh Trung, sạp bán bánh, sạp Mạnh Trung. À, bây giờ thì chợ nghỉ hết rồi. À, gần Tết thì hy vọng là sẽ đông đúc hơn bây giờ. Bây giờ mình thấy vắng lắm. À, bên kia là nhà 70, hẻm 76. Có quán cà phê Oyo mới mở nữa nè. À, và kế đến có cái nhà xưa xưa ở phía sau đây nè. Mà em không biết cái nhà này là như thế nào nữa. À, và ngày có rất nhiều mèo ở trong nhà đó. À, như lúc trước có cô chú comment là nhà của ban quản lý chợ. Rồi, bên tay trái là nhà hàng Động Phát ngày xưa nè. Bây giờ là cái như chung cư thì phải, hay là căn hộ. Tôi ra đây là đường Hàm Nghi rồi. Rồi một số hình ảnh ở chợ cũ, một vòng trong Sài Gòn Center gửi các anh chị và các bạn. Rồi chúng ta cùng ngắm về, cùng nhìn về, cùng hồi tưởng về một con đường, một khu phố sầm uất nhất của Sài Gòn. Mình nhìn lại con đường mình vừa đi qua nè. À,
hôm nay thì chợ hơi vắng ha, và ở trong trung tâm Sài Gòn thì rất là đông. Chúc anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye, bye các anh chị và các bạn. Một số hình ảnh để bà con mình cập nhật xem chơi ngày cuối tuần. Đi sắp tới là tiệm bánh Như Lan đó.